Xin chào các bạn. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau học cách sử dụng của hai phó từ chiểu và trái trong tiếng Trung nhé. Đầu tiên là cách sử dụng của phó từ chiểu. Thứ nhất, biểu thị sự việc, trạng thái không lâu nữa sẽ xảy ra, dịch là sắp. Ví dụ, 你等会儿, cậu đợi một lát. 他马上就 quay lại. Anh ấy sắp quay lại ngay đây. Ní tổng là bạn đợi, huer là một chút nhé. Tha, anh ấy, mà sao là ngay lập tức. Chiều là sẽ hoặc là sắp. Quay lại là quay trở về. Ní tổng huer, tha mà sao chiều quay lại. Thứ hai, nhấn mạnh sự việc xảy ra sớm, nhanh, dễ tiến hành. Ví dụ như là dự tính, kế hoạch hoặc là mong đợi. Tha 15 tuổi, chiều tham gia là công chúa là. Anh ấy 15 tuổi thì đã đi làm rồi. Tha, anh ấy, 15 tuổi, chiều thì đã, thể hiện là xảy ra sớm nhé. Tham gia là tham gia, công chúa là công việc, làm việc. Tha 15 tuổi, chiều tham gia là công chúa là. Thứ ba, biểu thị hai sự việc xảy ra liên tiếp, thường có cái cấu trúc như sau. Động từ 1 cộng với từ chiều cộng với động từ 2, và động từ 1 xảy ra xong thì sẽ xảy ra động từ 2. Ví dụ, tha xua, anh ấy nói, quán, xong, chiều, là, chỗ, đi ngay. Anh ấy nói xong là đi ngay. Tha xua quán, chiều chỗ. Thì từ xua quán có thể là coi là động từ thứ nhất. Chỗ là động từ thứ hai. Xong động từ nói là đến động từ thứ hai là đi. Tha xua quán, chiều chỗ. Thứ hai, động từ cộng từ chiều cộng với tính từ. Ví dụ, 我看见你就很高兴了. Ví dụ như đây là một chàng trai nói với cô người yêu chẳng hạn, thì là anh nhìn thấy em. 我看见你就 thì đã, 很高兴了, thấy rất là vui rồi. Thì từ hẳn cao xinh ở đây là tính từ, hay còn gọi là hình dung từ trong tiếng Trung. Còn từ khan chien là động từ bạn nhé. Khan là động từ này. Đó. 我看见你就很高兴了. Cấu trúc y cái gì đó, 就 là vừa hoặc là thì, vừa thì. Bạn cũng có thể thay thế từ y bằng từ căng. Căng cái gì đó cộng từ 就, vừa thì. Ví dụ, 我刚出门, tôi vừa bước ra khỏi cửa, đi ra ngoài. 就 thì, 碰上 là gặp ngay, tình cờ gặp ai đó bạn nhé. Lão Lý, đây là anh Lý, có thể là một người bạn quen lâu rồi. 我刚出门, 就碰上老李. Thì từ căng và từ 就 ở đây, bạn lưu ý chúng ta có thể nói là từ y chu mẫn thay cho từ căng chu mẫn. Thứ hai là cách sử dụng của phó từ trái. Thứ nhất, biểu thị một sự việc xảy ra muộn, chậm, khó tiến hành, dịch là mới, ngược lại với từ chiều. Ví dụ, tâu 12 điểm là 12 giờ rồi. Tha trái suy chào, anh ấy mới đi ngủ. Từ trái này thể hiện sự muộn màng vì 12 giờ rồi. Đó là cái thời gian muộn rồi. Theo như ý của người nói bạn nhé, thì từ trái này thể ra cái hành động này xảy ra muộn, suy chảo, muộn hơn so với cái mong muốn và cái suy nghĩ của người nói. Tâu 12 điểm là tha trái suy chảo. Thứ hai, nhấn mạnh sự việc nào đó xảy ra
Được là nhờ có một điều kiện, nguyên do, mục đích nào đó, thường đi với từ chứ dỗ, chỉ có. Yào, phải, cần. Bì yào, là cần hoặc là bắt buộc. Yên wè, là bởi vì. Wè lờ, là để. Thì mình dịch là mới. Ví dụ. Chứ dỗ, nỉ, chỉ có bạn. Ở đây chữ nỉ chúng ta giữ nguyên thanh ba, còn từ trừ đọc là chứ, dỗ đọc là dấu bạn nhé. Chứ, dấu, nỉ, chỉ có bạn. Trái nắng mới có thể. Cái của, biến điệu, cho tôi. Tài lái, đem lại. Sinh phú, hạnh phúc. Chứ dấu nỉ, trái nắng, cái của, tài lái, sinh phú. Ví dụ đây là lời của một chàng trai nói với một cô gái chẳng hạn thì đây. Chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho anh. Chứ dấu nỉ, trái nắng, cái của, tài lái, sinh phú. Thứ ba là nhấn mạnh ngữ khí khẳng định. Ví dụ, 那件事人家都知道了, 他不知道才怪呢. Chuyện đó mọi người đều biết cả rồi, anh ấy không biết mới lạ đấy. 那件事, chuyện đó, 人家, là người ta hay còn gọi là mọi người. 都知道了, đều biết hết cả rồi. 他, bù chứ đạo, anh ta, anh ấy không biết. Trái quay nợ thì mới lạ đấy. Thì đây là nhấn mạnh cái việc là anh ta chắc chắn là biết, bởi vì tất cả mọi người đều biết rồi. 那件事人家都知道了, 他不知道, 才怪呢. Thứ tư, dùng như là từ căng, biểu thị một sự việc vừa mới xảy ra tại thời điểm trước đó không lâu. Mình dịch là vừa mới hoặc là vừa mới. Ví dụ, 你才来呀, cậu vừa mới đến à. 你, cậu này, 才来, vừa mới đến, nó giống từ căng lái, vừa mới đến. Ya là trợ từ ngữ khí à. 你才来呀. Thứ năm, biểu thị thời gian sớm, số lượng ít, đứng trước danh từ chỉ số lượng. Ví dụ, 才十点了, mới có 10 giờ thôi. 怎么睡那么早啊? Sao lại đi ngủ sớm thế? 才十点了, mới có 10 giờ thôi. Tức là suy nghĩ của người nói á, là 10 giờ thì vẫn là một khoảng thời gian có thể gì, có nên thức vẫn sớm. 怎么, sao mà lại睡? Từ睡 là ngủ nhá. Chào là sớm. Nam là như thế. A là trợ từ ngữ khí. Chẩm mơ, suy nam mơ chào à. Sao lại ngủ sớm thế? Trái, sứ tiền à. Chẩm mơ, suy nam mơ chào à. Thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã học cách phân biệt từ chiều và từ trái. Mình chúc bạn học tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Thái chị ạ.